Những phần quà này từ chương trình Vòng Tay Việt Sài Gòn đang được lực lượng bộ đội cùng cán bộ địa phương tận tay vận chuyển, gửi gắm đến những người dân nghèo trong các khu cách ly phong tỏa ở huyện Cần Giờ và Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi phần quà trị giá gần 400.000 đồng, gồm những thực phẩm thiết yếu đến từ các doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao như gạo, nước mắm, muối, đường, sữa, cá hộp, nước tương, củ quả sấy. Ngoài việc phân chia quà của Vòng Tay Việt Sài Gòn tại địa phương, lực lượng bộ đội còn đến đại bản doanh của Vòng Tay Việt để nhận hàng, trao tận tay từng người dân đang gặp khó khăn về lương thực thực phẩm thiết yếu. Và trong suốt từ đầu tháng 6 đến nay, nhất là thời điểm tháng 7, tháng 8 khi giãn cách xã hội, mỗi ngày đều có những chuyến xe Vòng Tay Việt chở theo các mặt hàng thiết yếu lăn bánh đến các khu vực bị cách ly, phong tỏa vì dịch Covid-19 trên khắp các quận huyện ở thành phố Hồ Chí Minh. Khi lực lượng bộ đội về tạo một cái không khí, một cái tinh thần nó rất là khả quan. Thì góc độ khi mà lực lượng quân sự khi về hỗ trợ địa phương thì cũng sẽ kết nối cùng phối hợp các công việc thường xuyên. Thứ nhất là đi chợ giúp dân. Thứ hai phối hợp cùng với lực lượng của ban chỉ đạo phường, các ban ngành đoàn thể cũng như lực lượng công an dùng những cái phần quà trong đó có Vòng Tay Việt của mình thì mang những cái nhu yếu phẩm đó đến người dân thì tạo được một cái hiệu ứng, giúp cho người dân có thể một cái tinh thần thoải mái khi gặp những cái màu cờ sắc áo riêng với nhau để có thể tạo nên cái sự an tâm để cho người dân có thể tuân thủ theo đúng những cái quy định. Rõ ràng cái hiệu ứng như bên mình cũng có đã thấy nó rộng khắp trên cả địa bàn thành phố luôn. Đây là một cái chuyện tích cực. Người ngoài ra các công việc như đi chợ còn có tham gia đó đảm bảo về công tác trực chốt nữa. Và còn những chuyến xe khác nữa đang lăn bánh cũng chở theo nhiều hàng thiết yếu. Như mới đây, để tăng thêm tính chủ động trong việc vận chuyển lương thực đến tay người dân, các chiến sĩ bộ đội thuộc Sư đoàn 5 Quân khu 7 đã sử dụng xe đạp thô để vận chuyển các suất quà là gạo, các nhu yếu phẩm đến tay người dân tại khu vực đường Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trước nhu cầu rất lớn về oxy phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh, những ngày qua, hơn 60 cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh thành phố đã liên tục ngày đêm khẩn trương vận chuyển các bình oxy hỗ trợ các bệnh viện điều trị COVID-19 tại thành phố. Hoạt động này góp phần cho nhiều bệnh nhân COVID-19 thoát khỏi cơn nguy kịch. Đó cũng là những chuyến xe chở sự sống trong phần tiếp theo của phóng sự ngày hôm nay. Liên tục nhiều ngày, Trung tá Bùi Văn Hải, nhân viên lái xe của Trung đội Vận tải, Phòng Hậu Cần, đều đặn chở những bình oxy đã hết từ các bệnh viện điều trị COVID-19 đến các đơn vị nạp khí oxy và nhanh chóng quay ngược lại bệnh viện để tiếp ứng kịp thời oxy cho các bệnh nhân mắc COVID-19 nặng. Anh Hải và các đồng đội đã vận chuyển hàng trăm tấn oxy về đến bệnh viện dã chiến và các khu điều trị bệnh nhân COVID-19 an toàn. Anh em thì cũng chuẩn bị đồ bảo hộ, rồi bao tay, nước khử khuẩn để đảm bảo an toàn. Trong quá trình đi thì cũng đảm bảo được cái vấn đề oxy cho bệnh viện. Sáng, chiều, tối, cùng các đồng chí đồng đội đưa các bình oxy gỗng từ bệnh viện về trạm để nạp, rồi đưa các bình oxy về bệnh viện để cung cấp kịp thời cho bệnh nhân. Các bình oxy sau khi nạp xong tại công ty Sovigas Bình Dương được khẩn trương chuyển về các bệnh viện điều trị COVID-19. Công việc cứ thế liên tục từ sáng đến tối. Những chiến sĩ họ hiểu rằng bình oxy này hiện nay có ý nghĩa cấp thiết đến thế nào đối với những bệnh nhân điều trị đang trong giai đoạn bệnh trở nặng. Mọi thao tác hành động đều phải an toàn, nhanh chóng trong quá trình bốc xếp vận chuyển. Các bình oxy này rất là quan trọng cho các bệnh nhân điều trị COVID. Nên chúng tôi cũng nỗ lực hết mình để đem những cái bình oxy này về cho bệnh viện nhanh chóng nhất để giúp bệnh viện điều trị cho các bệnh nhân. Bên cạnh nhiệm vụ điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 tại các bệnh viện dã chiến, các bác sĩ Học viện Quân y Tăng Cường đã được điều động đến gần 400 trạm y tế lưu động, chia thành các tổ quân y với nhiệm vụ điều trị chăm sóc F0 tại nhà. Do có triệu chứng nhẹ nên anh Nguyễn Bảo An được điều trị tại nhà. Anh được các bác sĩ quân y tới nhà thăm khám, đánh giá cấp độ bệnh và cấp thuốc uống. Lúc phát hiện nó là nghi ngờ bị F0 thì em cũng rất là lo sợ. Nhưng mà được các anh đến nhà khám cho thì cũng rất là yên tâm hơn ạ. Thật sự được sự quan tâm của các y bác sĩ như vậy thì em cũng rất là vui và hạnh phúc, và em cũng rất biết ơn ạ. Việc điều trị F0 của trạm y tế rất quá tải nên là được cái sự hỗ trợ của lực lượng
quân đội cũng như đặc biệt là cái quân y á, thì rất là tốt. Thì các đồng chí này cũng đã kịp thời để gắn bó với địa phương, là về nhận nhiệm vụ là chung tay vô liền. Hiện nay là đã đi khám cho tại nhà cho các cái bệnh nhân F0 thì người ta cũng rất là an tâm. Tại phường 13 quận Tân Bình có nhiều F0 điều trị tại nhà, áp lực với các nhân viên y tế là không hề nhỏ. Sự có mặt hỗ trợ kịp thời của các lực lượng bác sĩ quân y đã giúp giảm tải cho ngành y tế địa phương, giúp các bệnh nhân được tiếp cận và chăm sóc y tế nhanh nhất có thể, qua đó giảm thiểu tình trạng tăng nặng và giảm tỷ lệ tử vong của các bệnh nhân. Các tổ quân y lưu động sẽ đồng hành cùng bệnh nhân F0 cho đến khi có xét nghiệm âm tính và thêm 14 ngày sau khi khỏi bệnh. Cùng với đó, các lực lượng quân y còn tham gia tư vấn sức khỏe qua điện thoại, khám sàng lọc, lấy mẫu xét nghiệm và tiêm vaccine cho người dân. Chúng tôi thực hiện nhiệm vụ 1. Tư vấn cho bệnh nhân, chăm sóc cho F0 tại nhà làm sao để bệnh nhân yên tâm điều trị. Có gì bất thường, chúng tôi sẽ đến khám tận nơi, phát thuốc, hướng dẫn bệnh nhân uống thuốc và kiểm tra các tình trạng tại chỗ. Nếu bệnh nhân có tình trạng diễn biến nặng, chúng tôi sẽ kết hợp với y tế địa phương để vận chuyển bệnh nhân đến nơi điều trị cấp thiết để bệnh nhân yên tâm. Thì bệnh nhân thấy được trong sự chăm sóc của lực lượng y tế quân đội, bệnh nhân rất là yên tâm, tin tưởng chúng tôi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Theo Cục Tuyên huấn Bộ Quốc phòng, thời gian tới quân đội sẽ tiếp tục duy trì, tăng cường lực lượng, phương tiện tham gia phòng chống dịch ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Cùng với đó, quân đội sẽ kiểm tra trạm y tế lưu động, tổ chức lực lượng thăm khám hết F0. Có thể nói, khi ngày càng có nhiều bệnh nhân COVID-19 được bình phục xuất viện, có công sức không nhỏ của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Hồ Chí Minh. Họ quên đi những vất vả mệt nhọc để những chuyến xe chở sự sống liên tục lăn bánh.